Xin chào quý vị các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ thực hiện cái bài thứ hai, đó là đếm số lượng các chữ số của một cái số n cho trước ở trong cái file input 2.in. Số này được cho là một cái số dương n và có độ lớn không quá 12 chữ số, và yêu cầu là thực hiện đếm và in ra cái kết quả. Và nếu như không tìm thấy file hoặc giá trị cho trước mà không hợp lệ thì chúng ta sẽ in ra cái thông báo là file or not found or invalid value. Thì ở đây chúng ta sẽ phải kiểm tra có 3 cái lỗi hay là 3 cái ngoại lệ. Ngoại lệ thứ nhất là không tìm thấy file, ngoại lệ thứ hai là giá trị không hợp lệ. Thì ngoại lệ thứ hai này được chia thành hai cái nhỏ. Cái thứ nhất đó là cái giá trị dưới ấy, nó phải lớn hơn 0. Cái thứ hai là giá trị trên nó không quá 12 chữ số. Tức là nếu như nó lớn hơn bằng 13 chữ số thì nó cũng in ra cái dòng này. Ok chưa? Thì bây giờ để thực hiện cái bài này, đó là đếm số lượng chữ số của một số, thì mình sẽ viết một cái hàm. Mình thực hiện đó là lấy cái số gốc này này, chia cho 10 đến khi nào mà cái số gốc cái bằng 0 thì mình dừng. Và mỗi lần chia đấy mình tăng biến đếm một lần. Như vậy thì sau khi thực hiện xong thì mình sẽ có được cái kết quả là số lượng các chữ số trong cái số n. Và mình trả về cái kết quả đấy và in ra thôi. Okay. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái chương trình để làm cái bài này nhé. Rồi, đấy là bài tập thứ 2. Ở đây mình đã cho sẵn là cái app read và app write đây để mình đỡ phải gõ lại. Mình khá là lười trong cái việc mà code đi code lại. Đấy, thì mình có một cái file input 2.in để lưu cái giá trị cần đọc vào để phân tích ấy. Còn sau đó thì kết quả sẽ đưa ra trong cái file output.out. Chọn. Nhớ là cái đọc thì là định dạng error, ghi thì vf. Thì ở đây sau khi thực hiện xong thì nhớ là đóng cái file ta lại. Mình có một cái giá trị n để lưu trữ cái số n. Tại vì số n lên đến 12 chữ số cho nên mình sẽ để cái kiểu nó là long long để nó có thừa cái khả năng lưu được cái số n. Thì lúc này mình thực hiện là đọc vào cái giá trị số n bằng cách đó là trước khi đọc ấy, thì chúng ta phải kiểm tra cái file có tồn tại hay không thì mới tiến hành đọc được. Thì nếu như app read tức là cái file đã tồn tại thì chúng ta sẽ tiến hành để đọc. Thì đọc thì chúng ta app scan. Đấy, thì cái này là đọc từ app read. App read. Đọc vào ở định dạng đó là phần trăm LLD tại vì nó là kiểu long long, và gán cho thằng này là thằng n. Đó. Thì cái trường hợp mà không có mở được cái file ấy, thì mình sẽ gọi đến cái error message. Đấy, thông điệp thì cái này mình sẽ để là app write truyền cái thằng này vào. Thì cái này là cái gì? Nó sẽ là một cái hàm để in ra cái thông điệp của mình thôi. Thì ở đây mình sẽ để nó là void error message. Chỗ này là chúng ta sẽ viết hoa này nhé. Thì mình nhận vào là một cái con chỗ file app đi. Thì trong này mình đơn giản là mình sẽ app print app in ra một cái thông điệp thông qua cái thằng app in ra, đó là file not found or invalid value. Đấy, thì nó như thế này thôi. Và sau khi mà thực hiện xong cái này ấy, thì ta sẽ tiến hành đọc vào thì lại kiểm tra tiếp. Nếu thằng n này nó nhỏ hơn bằng 0 thì công việc đơn giản của chúng ta đó là cũng lại gọi đến cái trên kia. Thì mình copy lại cái này mình paste vào đây. Đấy, còn nếu không thì chúng ta mới tiến hành đếm số chữ số, thì mình sẽ để nó là một cái số int đặt là red result, thì mình sẽ bằng count digits, đếm các con số ở trong cái số n. Thì cái count digits thì mình cũng viết lên đây, nó trả về một cái giá trị int. Đó, thì cái này đó là count digits, đếm các chữ số của một cái long long n. Đó. Thì ở trong này để đếm thì rất đơn giản thôi, chúng ta có một cái biến đếm. Bắt đầu mình sẽ cho nó vào 0. Sau khi thực hiện xong cái quá trình đếm thì mình return nó count. Đấy, để bên kia biết được là cái giá trị ta thực hiện là bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta thực hiện là while trong khi mà n còn lớn hơn 0. Đấy, còn lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ thực hiện rất là đơn giản thôi. Mình giảm cái này mỗi lần chia đi 10 đơn vị. Và sau khi thực hiện xong thì cái biến của mình ấy cứ thế mà tăng thôi.
Ok, rất là đơn giản đúng không nào? Thì sau khi thực hiện xong cái này thì chúng ta sẽ có được cái giá trị của res. Và lúc này thì chúng ta sẽ phải lưu ý cái chặng trên ở đây này. Đó là nó không lớn hơn 12 chữ số. Thế là lúc này nếu như cái số n cái giá trị chúng ta nhận được ấy mà nó lớn hơn là bằng 13. If cái res nó lớn hơn bằng 13 thì rõ ràng đây cũng sẽ là ngoại lệ, thì cái này dấu lớn thì chúng ta sẽ copy cái này này, paste lại một lần nữa vào đây. Nếu không thì lúc này chúng ta mới có cái kết quả thì sẽ là f print f in ra cái f right định dạng là phần trăm d và cái kết quả của chúng ta res. Ok. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái lỗi. Và bây giờ ở trong cái file của mình ấy, đây này, input thì nó có một cái số như thế này. Hiện tại thì đây là một cái số có 11 chữ số. Và bây giờ mình sẽ chạy cái chương trình và xem cái kết quả. Kết quả ở trong cái file này là file đây, file output 2.out. Đấy, 11 chữ số. Bây giờ mình sẽ tăng cái này lên vài số nữa. Như này đi. Sau mình lưu lại. Sau mình chạy. Và xem cái kết quả mình nhận được là gì nhé. Thì lúc này nó sẽ xảy ra một cái đấy, một cái này chúng ta nhận được là cái này. Thì tại sao lại như vậy? Tức là đơn giản thôi, theo cái đề bài thì cái này là không quá 12 chữ số. Mà thực tế là trong cái file này mình đã cho nó quá 12 chữ số rồi, các bạn có thể dừng video lại và đếm xem có bao nhiêu chữ số nhé. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử cho nó là một cái số âm đi. Một cái số âm chẳng hạn. Thì xem là cái kết quả ta nhận được nó là cái gì. Bây giờ mình sẽ chạy. Và tất nhiên là nếu như đúng thì cái kết quả ta nhận được cũng sẽ là một cái thông điệp lỗi thôi. Đây. Và nếu như kể cả mình không có tồn tại cái file này hoặc cái file này nó khác tên ấy. Đây. Mình cho nó là một cái gì đó ở đây này. Thì lúc này mình chạy mình cũng sẽ nhận được một cái thông điệp lỗi tại vì không tồn tại cái file. Đấy. Ở đây các bạn thấy là toàn bộ cái file của mình đây là F5 đây, trong cái mớ này không hề có input 2 mà có input 20. Trong đó thì mình muốn nhập vào từ cái file input 2 cơ. Thì lúc này mình cũng sẽ có một cái lỗi và cái kết quả cũng vẫn là invalid. Đây ạ. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đổi lại cái này. Đó, đổi lại đi. Input 2. Và cái file này thì ở trong này mình sẽ nhập vào một số đấy, như thế này thôi. Xong lưu lại. Lưu lại xong chúng ta chạy. Và cái kết quả chúng ta sẽ là một cái giá trị hợp lệ ở đây. Ok, 8 chữ số. Như vậy thì mình vừa với cùng các bạn thực hiện xong cái bài thứ hai, đó là cho trước một cái giá trị số n là một cái số nguyên dương không quá 12 chữ số ở trong input 2.in và yêu cầu đếm cho cái số đấy có bao nhiêu chữ số, in ra kết quả output 2.out. Và ở đây cả ba cái ngoại lệ đã xử lý, và kể từ video sau thì chúng ta sẽ tận dụng lại những cái code xử lý ngoại lệ đấy để khỏi phải code chọn, tức là chúng ta sẽ biết được cái ngoại lệ rồi và không phải thực hiện lại nó nữa, chỉ tập trung vào cái việc giải cái vấn đề. Ok, và nội dung này các bạn có thể xuống cái phần miêu tả clip ấy, có cái đường dẫn đến GitHub và các bạn kích vào đấy copy hay là đào về tùy các bạn. Các bạn có thể hỏi và chia sẻ những cái cách làm của các bạn để cho mình cũng như là các bạn khác tham khảo trong phần cái này gọi là phần comment của video nhé.